Chào mừng các bạn đã đến với cửa hàng Nhị Hoa Nghệ Tay Chiêu Lê. Trong video ngày hôm nay, Chiêu chia sẻ đến các bạn một cái thắc mắc mà rất là nhiều bạn đang quan tâm, đó chính là hạn sử dụng của lọ saron ngâm mật ong thì trong bao lâu. Thì như Chiêu đã từng chia sẻ đó, cái saron sợi khô này nè, saron sợi khô này khi mà mình khui nắp ra, khi mà mình khui nắp ra mình sử dụng thì mình chỉ nên là sử dụng từ 2 đến 3 tháng thôi, trong 2 đến 3 tháng thôi. Bởi vì mình sử dụng từ tháng thứ tư trở đi đó, thì các bạn sẽ thấy là saron này nó tiếp xúc với những cái điều kiện bên ngoài môi trường, nó sẽ làm cho sợi saron bị bay màu, nhạt màu đi, bị ẩm, bị yếu, và chắc chắn là cái chất lượng của saron này nó sẽ bị giảm nha. Cái chất lượng của saron này nó sẽ bị giảm. Và vì vậy đó là hiện nay là mọi người đang bắt đầu là quan tâm đến saron ngâm mật ong nhiều hơn, bởi vì biết là cái mật ong này khi nó saron khi nó kết hợp với mật ong, thứ nhất đó là cái mật ong sẽ bảo quản cái sợi saron của mình tốt hơn nha, bảo quản sợi saron của mình tốt hơn, đồng thời là mình sẽ sử dụng cái saron ngâm mật ong nó hiệu quả hơn nha, nó hiệu quả hơn, làm tăng cái hiệu quả. Và cái tiếp theo nữa là gì, cái công dụng, Chiêu sẽ nói về cái công dụng của saron ngâm mật ong này, thì nó sẽ có rất là nhiều công dụng cho sức khỏe. Bởi vì cái mật ong nó đã tốt cho sức khỏe rồi, nó là kháng sinh tự nhiên tốt cho sức khỏe, kết hợp với cái saron này nữa, thì hai cái này nó kết hợp lại với nhau, nó sẽ làm tăng hiệu quả của nhau lên rất là nhiều. Và cái công dụng chủ yếu khi các bạn dùng saron ngâm mật ong, nó sẽ giúp cho mình là tăng cường bồi bổ sức khỏe, giúp cho mình là ngủ ngon sâu giấc hơn, tốt cho hệ tiêu hóa, và đặc biệt ở đây chính là dạ dày. Những ai mà đang bị viêm loét dạ dày, đau dạ dày ở nóng, ở hơi, ở chua, thì các bạn dùng saron ngâm mật ong nó sẽ hỗ trợ rất là tốt luôn cho các bạn nha. Và đồng thời là nó sẽ giúp cho mình là tăng cường sức đề kháng, đào thải độc tố, giảm cái tình trạng mệt mỏi, căng thẳng mệt mỏi. Ngoài ra saron ngâm mật ong còn có công dụng là giúp mình ổn định, cân bằng lại huyết áp, và giúp cho mình là đẹp dáng ha, đẹp dáng, da dẻ của mình nó sẽ hồng hào, giảm thâm nám, và cái vóc dáng của mình nó sẽ cân đối hơn, và rất là nhiều cái công dụng khác mà Chiêu khuyên các bạn là nên dùng saron ngâm mật ong mỗi ngày nha. Thì Chiêu sẽ vào cái chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó chính là cái hạn sử dụng của saron ngâm mật ong thì trong bao lâu. Thì Chiêu nói luôn là hạn sử dụng của saron ngâm mật ong nó sẽ phụ thuộc vào cái mật ong mà các bạn đang dùng nha. Thì thông thường mật ong cái hạn sử dụng của nó là trong khoảng là từ 2 đến 3 năm, từ 2 đến 3 năm đấy. Thì Chiêu khuyên bạn là nên dùng từ 2 năm trở lại thôi, chúng ta đừng có dùng lâu quá thì cái chất lượng của mật ong nó cũng sẽ giảm đi. Thì để có những lọ saron ngon, đảm bảo chất lượng để mọi người dùng đạt hiệu quả tốt nhất, thì Chiêu cũng lựa chọn rất là kỹ cái nguồn mật ong để ngâm với saron. Thì đây là mật ong rừng tự nhiên cả nhà, Chiêu lựa chọn mật ong rừng tự nhiên đã qua xử lý, loại bỏ phấn hoa, các tạp chất, nước mưa ở trong mật ong. Khi mà người ta thu hái nó có thể là lẫn phấn hoa, lẫn nước mưa ở trong đó, thì loại bỏ những cái hợp phần đó đi, thì hạn sử dụng của mật ong này lên đến là 7-8 năm lận. Thì cái hạn sử dụng này là do công ty mật ong là họ xử lý xong thì họ sẽ cho cái hạn sử dụng ở trên cái chai mật ong nha. Đấy, nhưng mà Chiêu cũng khuyên các bạn là tốt nhất thì các bạn cũng nên sử dụng cái lọ saron ngâm mật ong này trong vòng 2 năm trở lại thôi. Bởi vì biết sao không, khi mà mình khui á, mình trong cái quá trình mình sử dụng, mình sẽ mở nắp chai, nắp lọ ra nè, mình khuấy rồi mình uống, chắc chắn là nó sẽ tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài, từ từ thì nó cũng sẽ làm giảm đi cái chất lượng của mật ong. Vì vậy là tuy là nó có hạn sử dụng rất là lâu, nhưng mà Chiêu cũng khuyên các bạn là nên sử dụng trong vòng là 2 năm trở lại thôi nha. Đấy, thì trên đây là những cái chia sẻ của Chiêu về hạn sử dụng của saron ngâm mật ong. Nếu các bạn có thắc mắc gì thêm thì hãy comment xuống dưới video này, Chiêu sẽ giải đáp thêm cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn.